bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, vừa qua đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân mắc xan lá phổi từ thói quen ăn uống. Theo đó khoảng một năm nay, nam thanh niên quê ở Sơn La thường xuyên có các triệu chứng như mệt mỏi, ho nhiều, ho ra máu, đi khám ở nhiều nơi không ra bệnh. Bệnh nhân cho biết bản thân có thói quen ăn đồ ăn sống, nhất là hay ăn gỏi tôm hay cuốn nướng bắt ở dưới sông suối. Tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh nhân được khám và làm các xét nghiệm. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhiễm xan lá phổi. Bệnh nhân được điều trị theo đúng phác đồ xa lá phổi. Hiện tại, bệnh nhân đã khỏi bệnh, đã được xuất viện và tái khám định kỳ. Theo các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sàn lá phổi có rất nhiều loài khác nhau, hơn 40 loài, nhưng có hai loài thuộc nhóm sàn lá phổi gây mức độ độc hại nhất. Các loài xa lá phổi này thường kích thước khá lớn có độ dài từ 8 đến 16 mm, có hình dạng giống như hạt cà phê, màu hơi hồng hoặc màu đỏ bã trầu, vỏ sán có gai nhỏ, mạng lưỡi ống ruột ngoằn nghèo có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường những con sán đã trưởng thành. Hiện nay, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc ở nước ta như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, vẫn có tập tục ăn những món ăn tôm, cua sống, ăn gỏi hay nướng chưa chín. Đây là nguyên nhân khiến con người mắc bệnh sán lá phổi. Cụ thể, khi con người ăn phải tôm, cua có chứa ấu trùng sán lá phổi chưa nấu chín, ấu trùng sán sẽ vào dạ dày và ruột, ấu trùng thoát nang ở tá tràng, xuyên qua thành ống tiêu hóa và vào ổ bụng, rồi xuyên qua cơ hoành và mang phổi vào nhu mô phổi, sau đó làm tổ. Một số ít cứ trú tại tim, phúc mạc, gan, thận, dưới da, ruột và não. Sán chủ yếu ký sinh ở trong phổi, làm nang trong tiểu phế quản nhỏ của phổi, người hay xúc vật. Trong đó, mỗi nang hầu hết có hai con và dịch mủ màu đỏ, xung quanh có mạch máu tân tạo. Trứng sán có màu nâu sẫm, có hình bầu dục, bên trong có chứa phôi. Đặc điểm hình thể của sán trưởng thành. Sán lá phổi có thể dài từ 7-13mm, ngang 4-6mm, Kích cỡ có thể tương đương với hạt đậu phộng, hạt cà phê. Trứng sán lá phổi có thể dài từ 80 đến 120 um, rộng 4 đến 8 um, với màu nâu sẫm, hình bầu dục có nắp vỏ dày, bên trong có chứa phôi. Ấu trùng, sán lá phổi trưởng thành phải trải qua nhiều giai đoạn ấu trùng khác nhau. Từ ấu trùng lông đến ấu trùng có đuôi và ấu trùng nang trước khi trở thành sán trưởng thành. Sinh sản, sán lá phổi là loài lưỡng tính, thuộc loài lưỡng tính vừa có bộ phận sinh dục đực lẫn bộ phận sinh dục cái. Về đặc điểm sinh học, vật chủ chứa, con người là vật chủ để sán lá phổi ký sinh. Ngoài ra một số động vật như chó, heo, mèo vẫn có thể nhiễm bệnh. Khi nhiễm bệnh cho người, sau khoảng 2 đến 15 ngày, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ban đầu như tiêu chảy và đau bụng. Vài ngày tiếp theo có thể lên cơn sốt, đau ngực và mệt mỏi. Ngoài ra một số người còn ho khan, ho có đờm, mâu dỉ sắt hoặc nhuốm máu khi ho nặng. Ho rất nhiều giống như người mắc bệnh lao sinh lý của bệnh sán lá phổi làm tổ ở trên phổi nên gây ra hoại tử khu trú như mô phổi tạng năng sơ ngoài ra sáng còn gây những bệnh ở cơ quan nội tạng khác như gây viêm áp xe u hạt vòng đời sinh học người bệnh thải trứng lá phổi qua đờm khi ho hoặc theo phân ra ngoài gặp môi trường trước trứng sẽ được kích hoạt và nở ra ấu trùng lông ấu trùng lông sau đó chui vào ốc và tiếp tục trải qua một số giai đoạn phát triển hình thành ấu trùng đuôi đến thời điểm ấu trùng đuôi rơi khỏi ốc bơi tự do trong nước và xâm nhập vào tôm, cua, nước ngọt. Sau đó, ấu trùng rụt đuôi, hình thành ấu trùng nang, nằm sâu trong thịt, phù tạng của tôm, cua nhiễm bệnh. Con người hoặc súc vật, chó, heo, mèo, ăn tôm, cua nhiễm ấu trùng nhưng chưa được nấu chín. Nhất là quân nướng ăn tái, khỏi sống, thì ấu trùng chui vào dạ dày và ruột, xuyên qua cơ hành và mang phổi để vào phế quản làm tổ. Đây chính là do loài ký sinh trùng xà lá phổi gây nên. Khoảng 5-6 tuần ký sinh trên cơ thể người, ấu trùng sẽ phát triển thành xá lá phổi trưởng thành và để trứng để thải ra môi trường bên ngoài. Sáng có thể tồn tại tới 20 năm trong phổ con người. Các loài động vật như chó, heo, mèo cũng có thể nhiễm bệnh. Theo các bác sĩ, tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của bệnh, cũng như các bệnh lý nền kèm theo mà mỗi người bệnh là có xuất hiện những triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có thể có những triệu chứng xuất hiện do bệnh sán lá phổi điển hình. Hầu hết các trường hợp bị bệnh đều có như dối loạn tiêu hóa. Đây thường là triệu chứng ban đầu của bệnh ngay sau khi nhiễm phải những loại ấu trùng sán thông qua việc ăn uống, thì người bệnh sẽ có những hiện tượng như bị đau bụng, dạ dày tiêu chảy. ở giai đoạn ấu trùng sán lá phổi đã di chuyển từ dạ dày lên vùng phổi, người bệnh sẽ có những triệu chứng chăn khí màng phổi hoặc chăn dịch màng phổi. khi sán đã ký sinh tại phổi và sinh sản, người bệnh sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng rõ rệt hơn, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ hô hấp, ho kéo dài, ho khạc đờm có kèm theo máu, đau tức ngực, sốt nhẹ, có thể yếu dần, khả năng hô hấp bị hạn chế một vài trường hợp nặng hơn bệnh nhân sẽ có những triệu chứng của bệnh khá phức tạp bị chẩn đoán nhầm giữa xà lá phổi với bệnh lao phổi các triệu chứng của bệnh xà lá phổi ra khác nhau ở mỗi người và sẽ phụ thuộc vào vị trí của ký sinh sức khỏe của bạn nếu bị nhầm nhẹ thì bạn sẽ biểu hiện những triệu chứng như ho mặn tính kéo dài đau ngực khó thở nếu nặng bạn có thể có những triệu chứng của bệnh lý nghiêm trọng của bệnh như bệnh viêm phổi hoặc có thể gây ra tràn khí mạng phổi ac phổi xà lá phổi có thể gây tử vong nếu như suy nhược cơ thể và có những cơn ho ra máu kéo dài. Trong khoảng tháng đầu tiên, khi bạn bị nhiễm, ấu trùng sẽ di chuyển khắp vùng bụng, đôi khi gây ra các triệu chứng ở cơ thể bao gồm sốt, tiêu chảy, đau bụng, ngứa và phát ban. Sau đó, di chuyển từ bụng vào phổi. Ở đó, chúng có thể gây ra các triệu chứng về hô hấp chẳng hạn như ho, hụt hơi, đau ngực. Triệu chứng bệnh xa lá phổi phổ biến nhất đó là ho ra máu, ho kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, tiến triển nặng dần. Có tới 25% xuống người nhập viện vì xa lá phổi lạc đến não. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, sốt, nôn mửa, nhìn đôi co giật. Ai cũng có thể mắc xa lá phổi, tuy nhiên những người có nguy cơ ca mắc bệnh xa lá phổi là những người đã từng ăn cua, tôm chưa được nấu chín. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh xa lá phổi bao gồm Sống trong vùng dịch tễ, tại Việt Nam, các tỉnh thường gặp xa lá phổi bao gồm Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An. Nam giới thường mắc bệnh xa lá phổi nhiều hơn nữ giới. Lý do có thể nam giới tiền đánh bắt, và ăn tôm cua sống nhiều hơn nữ giới. Chẩn đoán bệnh xà lá phổi đôi khi gặp rất nhiều khó khăn vì triệu chứng của bệnh xà lá phổi thường không rõ ràng. Ngoài ra, chẩn đoán nhầm với bệnh lao phổi và ung thư phổi rất dễ gặp vì triệu chứng gần như giống nhau. Thông thường, một người bệnh có triệu chứng sẽ phải thực hiện nhiều xét nghiệm trước khi bác sĩ chẩn đoán bệnh xà lá phổi. Các bước để chẩn đoán bao gồm: hỏi tiền sử bản thân và gia đình, bác sĩ sẽ hỏi việc bạn đã từng ăn cua, tôm chưa nấu chín trước đây hay chưa, khám sức khỏe tổng quát nghe phổi hoặc khám bụng sẽ được các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng. Xét nghiệm máu có thể tăng số lượng bạch cầu ái toan, định lượng IgE có thể tăng. Soi tươi, đờm, phân tích dịch bằng phổi tìm ra trứng sán lá phổi. Xét nghiệm phân, trứng sáng có thể được tìm thấy ở trong mẫu phân khi kiểm tra dịch kính hiển vi. Xét nghiệm miễn dịch, sán lá phổi dương tính. Chụp x quang ngực có thể xuất hiện các nốt đắm mờ trong phổi, hình hang nhỏ và chứa ở vùng thấp của phổi. Hoặc hình ảnh Tràn dịch màng phổi nếu sán ở trong màng phổi. Chụp CT and ngực dùng để chẩn đoán phân biệt đến một số bệnh ho ra máu khác. Nội soi phế quản, bác sĩ có thể đưa ống nội soi, ống mềm có gắn camera ở đầu qua mũi hoặc miệng vào phổi. Sán lá hoặc trứng của chúng sẽ được thu thập qua mẫu dịch phổi. Sán hoặc trứng có thể được nhìn thấy dưới kính hiển vi. Trọc dịch màng phổi, bác sĩ sẽ đâm một cây kim xuyên qua thành ngực để lấy mẫu dịch trong trường hợp có tràn dịch màng phổi. Chẩn đoán xà lá phổi rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác của phổi, vì mỗi người bệnh sẽ có nguyên nhân và triệu chứng khác nhau. Do đó cần phải xét nghiệm và thăm khám kỹ lưỡng để chẩn đoán đúng. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa mắc xà lá phổi, người dân cần chú ý tới ăn uống khoa học và lành mạnh, không ăn những loại đồ ăn sống như tôm, cua nước ngọt. Bên cạnh đó cần phải vệ sinh tay và các dụng cụ chế biến thức ăn một cách sạch sẽ, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các loại tôm, cua, cá sống. Khi mệt, ho kéo dài hoặc nghi ngờ mắc xà lá phổi cần đến ngay cơ sở y tế được trần để được chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh biến chứng nguy hại đến sức khỏe